Hello and welcome to the Busy Learn English Program. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Anh giao tiếp cho người bận rộn. Từ số 1, time, thời gian. Các bạn có thể dùng từ này trong mỗi câu để hỏi về giờ giấc như sau. What time is it? What time is it? Mấy giờ rồi? Từ số 2, hour. Từ này bắt đầu bằng chữ H, tuy nhiên chúng ta sẽ lược chữ H đi và chỉ đọc là hour. How many hours does it take you to go to school? Từ số 3, minute, phút. Chúng ta phát âm từ này như sau. Minute. How many minutes do we have left? Chúng ta còn lại bao nhiêu phút? Từ số 5, day, thứ. Chúng ta cùng phát âm day. Từ này được dùng để hỏi về thứ. Các bạn có thể dùng mẫu câu sau đây. What day is it today? What day is it today? Từ số 6, weekend. Chúng ta đọc weekend, cuối tuần. Ví dụ chúng ta có thể dùng at the weekend. Từ số 7, month, tháng. Chúng ta cùng luyện đọc month, month. Từ số 8, year, year. Từ số 9, decade, decade, thập kỷ, tương đương với 10 years, 10 năm. Từ số 10, century, century. Từ số 11, millennium, millennium, thiên niên kỷ. Từ số 12, era, kỷ nguyên, era. Từ số 13, luna, âm lịch, luna. Ví dụ, lunar calendar, lunar calendar, lịch âm. Từ số 14, morning, buổi sáng, morning. Ví dụ một câu chào rất phổ biến, good morning. Từ số 15, noon, buổi trưa, noon. 16, afternoon, afternoon, buổi chiều. Ví dụ, good afternoon. Từ số 17, evening, evening, buổi tối. Ví dụ, good evening. Từ số 18, night, ban đêm, night. Ví dụ, good night, chúc ngủ ngon. Từ số 19, quarter, quarter, quý, tương đương với 3 months, 3 tháng. 20, daytime. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn học tập vui vẻ và hiệu quả và đón xem video 5. Goodbye and see you later. This is the Easy English Learning and I'm Nguyễn Văn Đình. Kính chào quý khán thính giả đã đến với tiếng Anh siêu dễ Mr. Định phần 17. Các bạn thân mến, trong video này chúng ta sẽ cùng học các câu nói về công việc hàng ngày. Đầu tiên, các bạn hãy lắng nghe thật kỹ đoạn văn sau và ghi chép các hoạt động được gạch chân. Sau đó, nghe lại và luyện tập theo. Hello, I'm Mr. Ding. I get up at 6 o'clock. Then, I brush my teeth and wash my face. I have breakfast at 6:30 a.m. I get to work at 7:30.
I have a lunch at 12. I finish work at 4:30 p.m. After work, I go to the gym. I go home at 6 p.m. I have a shower and then have dinner. I go to bed at 10. Các bạn thân mến, vừa rồi là 10 câu diễn tả các công việc hàng ngày. Chúng ta sẽ nhìn lại 10 hoạt động vừa rồi. 1. Get up, thức dậy. 2. Brush my teeth, đánh răng. 3. Wash my face, rửa mặt. 4. Have a breakfast, ăn sáng. 5. Get to work, đến chỗ làm. Have lunch, ăn trưa. Finish work, hoàn thành công việc. Go to the gym, đến phòng tập gym. Go home, về nhà. Have a shower, tắm. Have a dinner, ăn tối. Và go to bed, đi ngủ. Và bây giờ các bạn hãy bật lại video này, nghe và luyện tập theo nhé. Chúc các bạn học tốt. Bye bye. Hi, welcome to the Easy English Learning. Quý khán thính giả thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau luyện cách nói ngày tháng năm trong tiếng Anh. Trước hết, các bạn hãy cùng trả lời câu hỏi sau đây. What's the date today? Câu trả lời của tôi là It's Wednesday, the 19th of June, 2019. Vâng, vừa rồi là câu hỏi, hôm nay là ngày bao nhiêu? Quý khán thính giả chú ý, khi viết thứ tự thì như trên màn hình, còn khi nói thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Nó giống như câu trả lời các bạn vừa nghe thấy. It's Wednesday, the 19th of June, 2019. Để nói thành thạo ngày tháng năm, quý khán thính giả buộc phải học thuộc ba nội dung sau đây. Thứ nhất, ngày, date. Thứ hai, tháng, months. Và thứ ba, số đếm, numbers, từ 0 cho đến 100. Và bây giờ, chúng ta sẽ xem công thức nói ngày tháng năm trong tiếng Anh. Công thức của chúng ta có the cộng với ngày, cộng với of, cộng với tháng, sau cuối cùng là năm. Sau đây, chúng ta sẽ lần lượt đi từng tháng trong năm, xem có ngày lễ nào nổi bật, chúng ta sẽ mượn để học cách nói ngày tháng năm. Tháng 1. Chúng ta có ngày gì đặc biệt không? Chắc chắn là ngày đầu năm rồi. Ngày mùng 1 tháng 1. Và ở đây, tôi lấy năm 2019 làm ví dụ. Để chúng ta học cách đọc năm. Chúng ta sẽ đọc ngày mùng 1 tháng 1 năm 2019 như sau. The 1st of January 2019. Tháng 2. Chúng ta có ngày gì? Đó chính là ngày Valentine. Ngày lễ tình yêu. Valentine vào ngày bao nhiêu? Ngày 14 tháng 2. Ở đây tôi lấy ví dụ năm 2009 để chúng ta đọc năm. Cách đọc ngày 14 tháng 2 năm 2009 như sau. The 14th of February 2009. The 14th of February 2009. Tháng 3, chúng ta có ngày cho chị em phụ nữ đi ra đi vào. Đó chính là ngày mùng 8 tháng 3. Năm ví dụ ở đây là năm 1998. Cách đọc ngày tháng năm này như sau. The 8th of March, 1998. The 8th of March, 1998.
Quý khán thính giả chú ý, cách đọc năm trước, năm 2000, chúng ta đọc hai số đầu trước, sau đó là hai số sau. Chúng ta cùng sang tháng 4, xem có ngày gì đặc biệt không? Tháng 4 có ngày thống nhất đất nước, phải không các bạn? Ngày 30 tháng 4 năm 1975. The 30th of April, 1975. The 30th of April, 1975. Tháng 5 chúng ta có ngày quốc tế lao động. Đó chính là ngày mùng 1 tháng 5 và năm ví dụ là năm 2000. Chúng ta cùng đọc. The 1st of May, 2000. The 1st of May, 2000. Tháng 6, thế giới có ngày quốc tế thiếu nhi. Đó chính là ngày mùng 1 tháng 6. Và ở đây tôi lấy năm cách xa chúng ta khá là dài, năm 1900, để chúng ta học cách đọc loại năm này. Năm có hai số 0 ở cuối. The 1st of June, 1900. The 1st of June, 1900. Và tháng 7. Năm nào tháng 7 chúng ta cũng có ngày tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đó chính là ngày 27 tháng 7. Và năm ví dụ ở đây, tôi lấy năm 2020. The 27th of July, 2020. The 27th of July, 2020. Bước sang tháng 8, cả nước có ngày cách mạng thắng lợi. Đó chính là ngày 19 tháng 8. The 19th of August, 2019. Không lâu sau đó, tháng 9, cả nước nhớ về mùa thu lịch sử năm 1945. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, chúng ta đọc như sau. The 2nd of September, 1945. The 2nd of September, 1945. Tháng 10, tháng có ngày của phụ nữ Việt Nam, đó chính là ngày 20 tháng 10. The 20th of October, 2018. The 20th of October, 2018. Tháng 11, có ngày cho các thầy cô giáo và những người hoạt động trong lĩnh vực trồng người trên giải đất hình chữ S của chúng ta. Đó chính là ngày nhà giáo Việt Nam, phải không các bạn? Và chúng ta cùng học cách đọc ngày 20 tháng 11 năm 2019 như sau. The 20th of November, 2019. Tháng 12, chúng ta có ngày quốc phòng toàn dân. Ngày 22 tháng 12 năm 2018, đọc như sau. The 22nd of December, 2018. Quý khán thính giả thân mến, đến đây chắc chắn các bạn đã nắm được cách nói ngày tháng năm bằng tiếng Anh rồi. Bây giờ hãy bật lại video và luyện tập nói. Chúc các bạn học tốt. Cảm ơn đã theo dõi tiếng Anh siêu dễ Mr. Định. Goodbye. Kính chào quý khán thính giả. Chúng ta đang ở video thứ 65 của tiếng Anh siêu dễ Mr. Định. Quý khán thính giả thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tuyển tập các câu hỏi đáp về giờ giấc của người bản xứ. Như quý khán thính giả đã biết, câu hỏi thông dụng nhất để hỏi về giờ đó là What time is it? What time is it? Và cách trả lời về giờ giấc thông dụng nhất đó là It's cộng với giờ. Ví dụ, It's 7 o'clock. Tuy nhiên, khi giao tiếp, người bản xứ lại sử dụng rất nhiều cách nói khác nhau để hỏi đáp về giờ giấc. Và để nâng cao khả năng giao tiếp cũng như phản xạ khi nói về giờ giấc, chúng ta cùng xem người bản xứ hay sử dụng các cấu trúc câu nào khác. Mẫu câu số 1, Sample 1. Excuse me, what's the time? Excuse me, what's the time? Bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện tập. Excuse me, what's the time? Excuse me, what's the time? Mẫu câu số 2. Do you have the time? Do you have the time? Do you have the time? Do you have the time?
Mẫu câu số 3. Can you tell me the time, please? 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 Mẫu câu số 4. Do you know what time it is? 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 Bốn mẫu câu trên đều có nghĩa là mấy giờ rồi. Bây giờ xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng đến với các cách trả lời khác nhau. 1. It's 10:15. It's 10:15. It's 10:15. Đây là cách trả lời đơn giản nhất theo công thức it's cộng với giờ và cộng với phút. 2. Yeah, it's 10 after 2. Yeah, it's 10 after 2. It's 10 after 2. Bây giờ là 2 giờ 10 phút. Trong câu này, người bản xứ dùng after có nghĩa là sau. Được sử dụng trong công thức it's cộng với phút cộng với after và cộng với giờ để biểu thị giờ hơn. 3. Hey, it's exactly 12 o'clock. Hey, it's exactly 12 o'clock. It's exactly 12 o'clock. It's exactly 12 o'clock. Chính xác là 12 giờ rồi. Ở đây chúng ta có từ exactly, chính xác. 4. Yeah, it's a quarter to four. Yeah, it's a quarter to four. It's a quarter to four. It's a quarter to four. Bây giờ là 4 giờ kém 15. Như vậy, để thể hiện giờ kém, người bản xứ dùng cấu trúc to. It's cộng với foot, cộng với to và cộng với giờ. Lưu ý với quý khán thính giả, một số các từ tương đương với phút. Ví dụ, a quarter, a quarter bằng 15 phút. Half, half bằng 30 phút. Và thêm một cấu trúc câu nữa, đó là giờ hơn. Nếu quý khán thính giả muốn sử dụng từ này, thì quý khán thính giả hãy ghi nhớ cấu trúc sau đây. It's cộng với foot, cộng với past và cộng với giờ. Cấu trúc này được dùng để biểu thị giờ hơn. Ví dụ, it's 7:30. Bây giờ là 7:30. Quý khán thính giả thân mến, trên đây là các cách hỏi và đáp về giờ mà người bản xứ hay sử dụng. Bây giờ, quý khán thính giả hãy nhìn vào các trường hợp giờ sau đây và tập viết bằng tiếng Anh, sau đó thực hành nói. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Thank you and goodbye.